Hôm nay mình cũng sẽ thử món bồ câu hầm với đu đủ. Thì trước tiên mình chuẩn bị khoan bồ câu và đu đủ. Bồ câu thì mình chọn bồ câu cũng vừa, những năm 6 tháng thì hoặc bồ câu già cũng được, chứ là đu đủ không nên nấu bồ câu ra ròn nó mềm quá mà nó cũng mất ngon. Trước tiên mình chuẩn bị bồ câu và đu đủ thì mình không thể nên để là bồ câu nó còn nguyên như vậy, mình chẹt nhỏ ra. Sau khi bồ câu mình chẹt nhỏ về là bắt đầu nướng như nêm nếm gia vị, cho xí bột ngọt, rồi cho xí muối. Rồi chút tiêu nữa, có hủ tiêu. Nhỏ chút mắm rồi thêm chút mắm lên. Rồi được rồi, trộn đều lên. Sau khi mình ướp gia vị tháng mình để cỡ 15 phút bắt đầu mới nấu. Trước tiên nấu với đu đủ thì cần tô với bồ câu lên chút, tự nhiên nó cũng dần chi, mà nếu không tô thì nó hơi bị tanh. Bỏ tỏi, bỏ tỏi khử vô cho nó thơm.
đổ đổ một con vô tô cho nó sen lại nó khuấy tăng ngay mùi. Này tôi cho nó sen hết lại rồi bắt đầu nó bỏ vô nó không nghe có mùi chim, tại vì nó cũng dần chim bên dân dở nhưng mà em không quen là nó hơi bị nghe mùi. Bát cái thau nước lên đó là bắt đầu đổ vô mình nấu là trong thời gian có nửa tiếng là chín thôi. Quá ngon. Bò bò rồi đó bà em, vô địch.
5/4. Rồi đến giờ chúng thức được rồi đó. Không, mình thức thôi chứ còn gì nữa. Được rồi. Được rồi.